Xin chào các bạn, tiếp theo bài học số 10. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về Validate Brew trong Salesforce. Thì với hướng dẫn bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Validate Brew trong cái Position Customized. Cái field là Min Bay. Nếu mà nhập lớn hơn Max Bay thì chúng ta sẽ validate cho người dùng biết là không cho phép cái việc này. Min lúc nào cũng phải bé thu max, và hướng dẫn các bạn edit một cái layout bay cho một cái trang bất kỳ trong Salesforce đơn giản nhất. Và chúng ta đi vào bài học. Các bạn mở Salesforce lên ha. Set up ha. Ray ha. Object. Các bạn vào bảng position nhé. Rồi, chúng ta sẽ lần xuống tab là validate rules ha, rules chứ không phải rule. Chúng ta nhấn new. Đây. Chúng ta sẽ đặt là cái gì? Validate và validate min bay max bay đúng không? Min mát bay. Rồi, chúng ta sẽ mô tả cho nó là gì. Min bay thì không thể nào mà lớn hơn mát bay. Ở đây các bạn sẽ tìm cái cột min bay ha. Min bay insert vô. Điều kiện sai khi nào các bạn? Khi nó lớn hơn không? Các bạn có thể chọn vậy, chọn phép ở đây ha, khi nó greater than nè, lớn hơn nè, đúng không? Lớn hơn cái cột nào? Cột max bay đúng không? Max bay insert vào. Chúng ta sẽ nhập gì? Chúng ta sẽ nhập gì? Min bay thì không thể lớn hơn max bay đúng không? Thông báo ra cho người dùng biết. Rồi, ngay cột nào? Giờ ví dụ là mình cho ở cột là min bay đi ha, mình sẽ bắt validate ở min bay. Rồi, ok, save. Các bạn save nha. Rồi, đó là giờ mình sẽ test edit một cái position đã có đi ha. Ở đây là min bay. Được rồi. Min bay ở trên này, max bay dưới này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là edit giao diện nhanh luôn ha. Trong cái bài học này, các bạn chọn vào biểu tượng có mũi tên. Đây, edit bay, edit layout. Các bạn sẽ kéo min bay gần lại với max bay. Đây, max bay, min bay, max bay kéo lên. Đó, rất là đơn giản đúng không? Ví dụ là mình sẽ kéo status qua đây, kéo job level function open day với low day mình sẽ để chung với nhau, gần nhau đó thì dễ nè ha. Mình sẽ để như này. Các kỹ năng này mình sẽ chết bên đây, cả thai này để bên đây, 2, 3 để đây, để trường D có phần để đây luôn, D phần để dưới này luôn, không? Chờ dễ đó, job level luôn, function luôn, 2 manager để dưới đây luôn, bên đây luôn. Rồi các bạn xây lại ha, đó là chúng ta đã edit layout. Đây các bạn thấy không, min bay, max bay, open day, low day, status đấy, đấy. Giống nhìn rất là gọn đúng không? Đây là cách edit play một layout đơn giản nhất, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ test ha, bấm edit. Ở đây mình sẽ cho min bay, ở đây là max bay là 3000 đúng không?
admin pay là 10.000. Đó, giờ mình sẽ xây cái nó có bỏ lỗi không? Nó thấy chưa? Min bay thì không thể nào lớn hơn max bay được. Đó. Trước khi mà mình tạo cái validate rule đó thì nó vẫn cho ha. Vẫn cho xây bình thường, cho nhập bình thường. Bây giờ mình đã tạo validate rule thì nó đã bắt lỗi rồi, không cho nhập nữa. 3.000 thử xem có cho không? Không. 3.000. 3.000. Đó. Có cho không? Không luôn. À, bằng này là lớn hơn, bằng thì cho đúng không? Còn lớn hơn thì không cho. 301 nhỏ hơn bằng thì cho đúng không? Lớn hơn thì không. 2.900 thì sao? 2.900 đô lương khủng. Rồi vậy là mình tạo validate rule thành công. Bài hướng dẫn của mình hôm nay nội dung chỉ như vậy thôi. Mình sẽ xem nhanh cái validate rule đây bạn ha. Validate min bay nếu mà nó lớn hơn max bay thì chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo này ha. Đây là cái mô tả để mà đôi lúc mình quên hay gì đó, nội dung mà muốn validate đây, mình điền vào cái description này, sau này mình nhìn cho dễ nhớ ha. Thì cái lỗi nó sẽ xuất hiện ở vị trí nào, ở trên đầu trang hay ở cái field nào thì là ở đây. Rồi, thế là xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và subscribe chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn.